Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Tảo Nguyên sẽ giải đáp một câu hỏi của các bạn trên mạng xã hội, đó là vì sao sử dụng những cái relay thời gian cơ thì rất là hay bị chạy sai giờ và phải chỉnh lại. Trên tay tôi là một relay thời gian cơ. Cái này các bạn gặp trong ngành điện dân dụng, các bạn gặp rất là nhiều, điện công nghiệp của hãng CKC Timer đây. Cái đơn vị của nó là hàng phút đây, minute này. Đấy. Thì nó có đơn vị trong điện công nghiệp này hay dùng cái đơn vị là giây. Có nghĩa là khi mà chúng ta vặn cái này, thế thể là sau 5 giây thì nó cấp điện, hoặc sau 5 giây thì nó ngắt điện. Thực cái việc cấp và ngắt điện là chẳng qua nó điều khiển cái relay này thôi. Thì vì sao cái relay cơ này nó lại chạy rất hay bị sai giờ? Thì trước hết chúng ta cùng phân tích. Cái relay này sử dụng nguồn nuôi là một cái biến thế 220V 1W 15V đây, qua 4 con diode này nắn ra lấy điện một chiều. Đây là cái điện trở để và led để báo nguồn đây, điều khiển cái relay này. Relay này là relay 12V đấy. Các bạn nhìn thấy mạch nguồn của nó rất sơ sài không? Đấy. Thì cái mạch nguồn này không có ổn áp, là những cái mạch rất là dễ khi mà nó tăng giảm điện áp ấy, điện áp không ổn định ấy, nó cũng là một nguyên nhân để chạy sai cái relay thời gian này đấy. Cái mạch nguồn rất là đơn giản này, những biến áp sắt từ này nó biến không có mạch ổn áp ấy, thì cái biến thiên của nó theo điện lưới rất là lớn ấy. Đấy, là vấn đề một. Cái hai ở đây, mạch hẹn giờ của nó rất đơn giản, nó chỉ sử dụng một con ICCD4541. Con này con ICCD4541, để tôi bật kính lúp cho các bạn xem nha. Đây. Để tôi bật kính lúp cho các bạn xem. Này là hơi khó nhỉ. Đấy các bạn nhìn này chắc là tốt hơn này. Đấy, CD4541. Cái con IC này, con IC có thể lập trình sẵn timer đây. Con này là một con IC kỹ thuật số ấy, nó chuyên dùng để làm timer. Đây là một mạch kỹ thuật số thông thường. Thì cái việc mà thay đổi thời gian ấy chẳng qua là thay đổi cái chiết áp này này và cái tụ điện đấy, dẫn tới là cái hằng số thời gian RC thay đổi, dẫn tới là cái độ trễ để cho cái IC này nó điều khiển cái con transistor này đóng ngắt cái relay này. Thì các cái điện trở này, đây là điện trở than, thì nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ này, độ ẩm này. Chỉ cần giữa cái trời mưa này và trời nắng là nó thay đổi, các bạn ấy cứ phải chỉnh đi chỉnh lại ngay, các bạn lại phải căn để chỉnh đi chỉnh lại đấy. Và cái nguyên nhân là thế. Thứ hai, cái chất lượng linh kiện ở trong cái bộ timer này thì nó toàn là những linh kiện có cái sai số rất là cao, nó sử dụng những cái chiếc gọi là điện trở sai số 5% đấy. Thì còn để chính xác, người ta phải sử dụng những cái điện trở trong các cái thiết bị đo như kiểu ở đồng hồ vạn năng ấy, những điện trở độ chính xác cao, hoặc cả điện trở bằng màng kim loại. Còn đây là điện trở bằng màng than đấy. Các bạn nhìn nó đơn giản không? Mạch nguồn thì rất là đơn giản. Đây mạch nguồn này. Thế là cái yếu tố là mạch nguồn này cộng với chất lượng linh kiện này cộng với cái nhiệt độ ở Việt Nam ấy là thay đổi thường xuyên, và độ ẩm ấy. Độ ẩm đặc biệt ảnh hưởng cái chiết áp than này này, vì cái than này nó hút ẩm rất là tốt đấy. Thế là cứ thay đổi thời tiết được vài hôm ấy là các bạn lại phải chỉnh lại cái timer này đấy. Chính vì thế mà việc sử dụng những cái timer cơ này thì nó chỉ trong những cái mục đích giản đơn thôi, và hay phải chỉnh đi chỉnh lại. Còn nếu mà bạn muốn chính xác ấy thì các bạn phải sử dụng timer kỹ thuật số hoặc timer điện tử. Đó là loại timer mà sử dụng IC vi xử lý. Cái đó có một cái bộ đếm giờ bằng thạch anh ấy, tức là bộ tạo thời gian thực, giống như là cái đồng hồ đeo tay của bạn ấy, đồng hồ đeo tay mấy loại điện tử ấy, thì nó hẹn giờ được ấy, thì cái đồng hồ đó nó đếm như vậy nó mới chính xác. Những đồng hồ đó nó sử dụng cái bộ chia tần bằng thạch anh, hoặc là sử dụng cái đồng hồ tạo thời gian thực ấy, cho nên độ chính xác của nó cực cao và nó ổn định hơn
cái mạch nguồn cho nó thiết kế cũng đơn giản hơn thế này rất là nhiều. Nó cũng sử dụng biến thế nhưng nó qua nhiều IC ổn áp. Đấy. Nên tôi đã giải thích cho các bạn lý do vì sao những cái relayer này nó hay bị trôi thời gian và các bạn cứ phải chỉnh đi chỉnh lại. Đấy, và các bạn mà muốn đỡ phải chỉnh đi chỉnh lại, các bạn nên sử dụng cái timer điện tử. Đấy, thì nó sẽ chính xác hơn rất nhiều, nhất là những loại mà có hiển thị số bằng led 7 thanh ấy. Đấy, thì nó sẽ chính xác hơn rất nhiều. Thì trong đó nó sử dụng với đồng hồ thời gian thực và IC vi xử lý, đếm thì rất là chính xác rồi. Đấy. Chúc các bạn thành công.